Đương nhiên thì nó sáng hơn, chắc chắn cái điều đó rồi, có xài vô nó sáng, mà có sáng thì Kiều Anh mới dám nói chứ. Đương nhiên là phải sợ rồi, bây giờ hàng sản phẩm trôi nổi tầm lum hết trơn, phải sợ. Chính vì sợ cho nên mình phải kiếm rõ nguồn gốc uy tín chất lượng mình xài, và khi mình đã xài rồi thì mình giới thiệu cho người thân, rồi giới thiệu cho những fan của mình, những người thương yêu mình. Thì cái làn da không phải riêng nghệ sĩ mà quan nghĩ tất cả những người đã là phụ nữ thì phải bảo vệ cái làn da của mình, không phải riêng nghệ sĩ, vì mình đẹp trong mắt con, phải đặc biệt là mắt trong ông xã của mình phải đẹp chứ, phải giữ ông xã qua cái làn da mịn màng trắng tinh mà rẻ tiền, đúng không quý vị? Mà chất lượng skin AEC mà quanh thấy là quanh xài trên người quanh và quanh thấy có hiệu quả, nó rất là hiệu quả, cho nên rất là mừng. Không phải mừng cho mình mà mừng được là thôi mình sẽ chia sẻ đến quý vị khán giả, những người yêu thương và yêu thích mình. Để chi? Để cùng nhau đẹp. Nhất là những khán giả nữ của Kiều Anh, hay là những cái cô hơi lớn tuổi chút xíu cũng yêu thích Kiều Anh mấy chục năm qua, thì bây giờ Anh đền lại bằng cách là chia sẻ. Nếu mà Anh được đẹp chút đỉnh thì mình cũng muốn chia sẻ lại khán giả, để sau đó là chị em cùng đẹp, để chúng ta cùng thăng tiến trong cái cuộc sống này. Thì đây đây là cái cốt lõi nhất, cái mà Kiều Anh thích nhất và muốn nói tới quý vị, đó là kem ủ kích trắng, và cái thành phần chủ yếu là than hoạt tính rất là tốt quý vị. Thì nào, quanh sẽ xài lên cho quý vị thấy nha. Đó, bây giờ đó thấy nó chưa? Đó, quanh xài lên, nhưng mà mình ủ nó khoảng 20 đến 25 phút nha quý vị. Ủ khoảng 20 đến 25 phút. Đó thưa quý vị, thì quanh để quanh thử trên tay quanh nha. Đây, thì mình chia xoa đều như thế này nè. Mình xoa như thế này nè, khoảng 2 đến 25 phút. 2 đến 25 phút thì nó sẽ cho ra một cái kết quả bảo đảm với quý vị, như là kêu quanh nói với quý vị vậy đó. Ha, như vậy. Đó thì mình để đây nha, thì để mình hướng dẫn tiếp cái để không có mất thời gian quý vị. Cái này là kem, coi như là sau khi cái này mình lấy xong rồi mình để cái này lên, để này lên thì là gọi là kem dưỡng trắng da ban ngày, và nó có đặc biệt là chống nắng cao luôn, độ rất là cao, bảo vệ cho mình. Và cái chai này thì nếu bay đi bạn xài ban ngày thì đây là ban đêm, y như vậy nghe quý vị nha. Và cái giá thành của nó không mắc đâu quý vị, nó chỉ có mỗi chai là 490 ngàn thôi. Ba chai, quý vị mua ba chai thì sẽ được tặng một chai sữa tắm, có lời nha. Quý vị ơi, bây giờ là đã được 25 phút rồi, chị quên lao nha. Lao nè, quên lao hết nha. Từ từ ha, quên lao cho thiệt sạch, để thấy được cái sự khác biệt giữa hai bên cái tay, một cái tay xài rồi và một cái tay chưa xài. Rồi, quý vị xem nha. Đây, đó, lau hết rồi đó. Rồi, sau khi chùi hết rồi nè, bây giờ quý vị, Kiều Anh khoe nha, đây là cái tay đã xài rồi, cái này chưa xài. Đó, quý vị thấy sự khác biệt không? Quá khác biệt đúng không? Có thì Anh mới dám nói. Mà đặc biệt các quý vị, cái hồi nãy Anh nói mà làm cho trắng da là nó có thành phần than hoạt tính đó, thì nói thật với quý vị là nó làm chống lão hóa làn da mình, mà nó ngừa cả mụn nhọt nữa. Giống như mình đi mình bị dị ứng biển, dị ứng gió, giống như quanh ưa bị trái nước tắm mà khát nước chút xíu là sẽ bị mụn ngứa ngứa chích chích, thì nó là cái người mà coi như là số 1 trị về cái đó luôn, không bị cái gì hết, không ngứa. Mỗi lần quý vị biết mình phụ nữ mà cứ ngứa gãi rồi đỏ lên mẩn chùm chùm chùm, nó rất là khó chịu và rất xấu, cho nên là đặc chiêu của nó là nó trừ cái đó thưa quý vị. Và quý vị ơi, nếu mà quý vị vô comment nhớ để lại số điện thoại của mình nha, để có gì hỏi thăm nhau, rồi hỏi kinh nghiệm nhau, trao đổi cho nhau để nó gần gũi và tìm hiểu sản phẩm nó chính xác hơn. Quý vị ơi, hồi nãy là cái mà Oanh nói là cái làm kích trắng da có than hoạt tính trong đó, thì bây giờ là cái mà mình dưỡng da ban ngày sau khi xài nó rồi, mình dưỡng da lên để chỉ để cho một cái lớp nữa bảo vệ an toàn làn da và cho nó có một cái kết quả mỹ mãn nữa. Thì nè quý vị, quên xài lên cho quý vị xem nha. Đó, đây đặc biệt là nó dưỡng da nè, nó chống nắng rất là cao và rất là tốt nha quý vị. Thì nè, và đặc biệt trong cái chất dưỡng da ban ngày và ban đêm này nè, nó có collagen rất là nhiều, rất là nhiều. Sau khi mà quý vị xài lên rồi, quý vị sẽ thấy rằng là nó căng ra như da em bé vậy đó, chắc chắn một điều như vậy. Và nó mịn màng mà nó thơm, nó rất là thơm thưa quý vị, thơm lắm. Cái mùi của nó rất là sang, cái mùi sang trọng lắm, nó cứ thơm nhẹ 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 vậy đó. Và nhớ nha quý vị, nếu mà quý vị tin tưởng Kiều Anh, rồi qua cái Kiều Anh tin tưởng sản phẩm thì quý vị nhớ comment để lại số điện thoại, rồi mình hỏi, mình trao đổi các thứ, rồi để mình xài. Thật ra có 1 triệu mấy nguyên một bộ 4 chai mà xài mấy tháng, tính rằng tháng có mấy trăm ngàn. Rồi.
Rồi, chia sẻ như thôi nha, làm quá tưởng quảng cáo. Rồi, Kiều Anh, chúc quý vị sẽ có làn da mịn mà trắng sáng như là con nít nhé.